Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với video đầu tiên trong chương trình đọc hiểu của khóa học online N1. Ở video này chúng ta sẽ làm quen với đọc hiểu N1 thông qua việc so sánh với lại trình độ gần nhất với nó, đó là trình độ N2, cũng như là tìm hiểu về những cái môn đai, những cái câu hỏi và thời gian phân bố khi làm bài đọc hiểu. Thì chúng ta đi vào bài nhé. Bài 1, làm quen với đọc hiểu N1. Một la mã đó là so sánh môn đọc hiểu ở trình độ N1 và N2. Chúng ta sẽ so sánh theo những tiêu chí nào? Thì các bạn quan sát này. Đầu tiên, đấy là thời gian làm bài. Nếu như phần thi GPT của N3, N4 và N5, người ta tách riêng phần kiến thức ngôn ngữ, đúng nhỉ? Gồm có kanji, từ vựng và phần ngữ pháp đọc hiểu thi riêng, thì N2 và N1 tất cả thi gộp vào nhau, trừ phần nghe. Do vậy là chúng ta sẽ để ý xem là cái sự khác nhau giữa hai cái phần thi của N1 và N2 như thế nào nhé. Đối với trình độ N2, các bạn sẽ có 105 phút để làm phần kiến thức ngôn ngữ, bao gồm có kanji, từ vựng, ngữ pháp và đọc hiểu. Đối với N1 thì các bạn có 110 phút cho kiến thức ngôn ngữ, cũng là kanji, từ vựng, ngữ pháp và đọc hiểu. Thế nhưng mà sự khác biệt của N2 và N1 ấy, đấy là phần kiến thức ngôn ngữ của đề thi N1 bỏ bài cách viết kanji của từ vựng hiragana, tức là bỏ môn đai 2 của đề N2 ấy. Thông thường là đề N2, đề N3, đề N4 chúng ta có môn đai 2, nó là gì nhỉ? Môn đai 2 nó thường là cái phần mà người ta cho cái từ hiragana và yêu cầu chúng ta tìm cách viết kanji đúng của nó nhé. Thì N1 không có cái đấy và bỏ cái bài gokese, bài hình thành từ môn đai 3 của N2. Đó, như vậy là chúng ta thấy là thời gian thì nó cũng không chênh lệch nhau nhiều, đúng không? N1 thì người ta bỏ bớt cho hai cái môn đai này như vậy. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào khối lượng bài đọc. Ở đây các bạn sẽ quan sát một cái bảng so sánh giữa trình độ N1 và N2 này. Chúng ta sẽ có loại văn bản xuất hiện ở trong bài đọc. Đầu tiên, tambun, đoạn văn ngắn. Thì đoạn văn ngắn ấy là chủ yếu là dùng để hiểu nội dung. Ở N2 nó là môn đai số 10, gồm có 5 bài đọc. Mỗi bài đọc có một câu hỏi, như vậy là tổng là 5 câu hỏi. Thì ở đề N1 nó là môn đai 8, bỏ bớt một bài là còn 4 bài, mỗi bài một câu hỏi, tổng là 4 câu hỏi. Tiếp theo là đoạn văn trung bình. Ở N2 là môn đai 11, gồm có 3 bài, mỗi bài từ 2 đến 3 câu hỏi. Thông thường thì là 3 câu hỏi nhé, nhưng cũng có 5 ấy, người ta sẽ ra là có một bài đọc trong đấy chỉ có 2 câu thôi. Do vậy là cái dao động của bài đọc sẽ là từ 8 đến 9 câu hỏi. Thì tương ứng với nó này, N1 chúng ta sẽ cũng có 3 bài, mỗi bài có từ 2 đến 3 câu, tổng là 8-9 câu hỏi. Tiếp theo, có một phần khác biệt giữa N2 và N1, đấy là đoạn văn dài, chô bưng. Thì ở N2 sẽ không có cái phần nayo dikai, tức là hiểu nội dung, mà chỉ có phần hiểu quan điểm, siêu chô dikai thôi, nhưng mà N1 thì có nhé. Đấy, như vậy là N1 sẽ thêm một đoạn văn dài hiểu nội dung, một bài sẽ có từ 3 đến 4 câu hỏi. Do vậy là tổng nó sẽ là 3 đến 4 câu ở phần này. Tiếp theo chúng ta có phần hiểu tổng quát, đoạn văn so sánh ý kiến này, nó gọi là Togo Dikai, hay là chúng ta cứ gọi là nôm na là bài so sánh AB ấy. Thì N2 chúng ta sẽ có một bài gồm có 2 câu hỏi, tổng là 2 câu. N1 thì sẽ là một bài có từ 2 đến 3 câu hỏi. Ngày xưa thường là 3 câu, nhưng mà hiện tại ấy, thì khá là nhiều năm gần đây chủ yếu là 2 câu thôi nhá. Tiếp theo về phần chô bưng, hiểu quan điểm này, siêu chô đi cai, thì ở N2 sẽ là môn đai 13, ở N1 sẽ là môn đai 12. Số lượng câu hỏi thì của N2 là 3 câu và N1 là 4 câu. Về phần tìm thông tin, kensaku joho, thì N2 là môn đai 14, một bài gồm có 2 câu hỏi, và môn đai của N1 sẽ là môn đai 13, một bài có 2 câu. Đó là cái khối lượng bài đọc mà các bạn thấy này. Như vậy thì chúng ta thấy là so với đề đọc hiểu N2 thì đề đọc hiểu N1 ấy, người ta bớt đi một đoạn văn ngắn và thêm vào đấy là một đoạn văn dài, đúng không? Như chúng ta thấy cái khối lượng như này là chúng ta đã biết là cái sự gì nhỉ? Cái sự gọi là căng thẳng
cái sự áp lực khi mà làm bài, khi mà chạy đua với thời gian khi làm bài đọc N1 rất là lớn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào cái so sánh về cái độ dài của bài đọc của hai trình độ này nhé. Thì nhìn chung ấy là bài đọc hiểu N1 sẽ dài hơn một chút so với bài đọc N2 cùng loại, đặc biệt là phần trường văn. Dưới đây là độ dài tham khảo các bài đọc N1 được tổng hợp từ đề thi N1 chính thức đã được công bố, không tính phần câu hỏi. Môn đây 8, đoạn văn này, nó là một bài đọc khoảng 200 chữ, từ 1 phần 5 đến 1 phần 3 mặt giấy thi, tùy loại bài. Môn đây số 9 là môn đây trung văn, là một bài đọc khoảng 500 chữ, nó là 2 phần 3 đến 3 phần 4 mặt giấy thi. Môn đây 10 là bài đọc dài, là khoảng 1.000 chữ là một mặt giấy thi, đôi khi là nó lan sang cả mặt tiếp theo khoảng vài dòng. Môn đây 11 là đoạn văn so sánh ý kiến, nó là một bài đọc gồm hai đoạn, mỗi đoạn khoảng 300 chữ, nó là 3 phần 4 đến một mặt giấy thi. Môn đây 12 là bài đọc dài, là khoảng 1.000 chữ chiếm một mặt giấy thi nhá, và có trường hợp là nó lan sang trang bên một vài dòng. Và môn đây 13 là bài đọc tìm thông tin khoảng 700 chữ chiếm một mặt giấy thi. Như vậy là chúng ta thấy là về độ dài ấy, thì nó hơn N2 một chút đúng không? Bài đọc dài của N2 chẳng hạn, có một số bài nó chỉ chiếm 3 phần 4 mặt giấy thi thôi, nhưng mà bài đọc của N1 thì gần như là tất cả đều ít nhất là một mặt nhé, ngoài ra còn có thể là thêm vài dòng ở trang bên. Đó, đó là cái độ dài của nó. Tiếp theo về độ khó của bài đọc, chúng ta đã so sánh gì đây nhỉ? Chúng ta đã so sánh cái thời gian làm bài này, khối lượng bài này, đúng không? Độ dài, và bây giờ sẽ là độ khó, một cái phần chắc là các bạn rất là quan tâm đấy, đúng không? Thì nhìn chung là các bài đọc N1 có độ khó cao hơn các bài đọc N2. Cái này thì chắc là ai cũng biết rồi, đúng không nhỉ? Chúng ta đi ở bất kỳ ngôn ngữ nào cũng vậy, khi mà càng đi sâu, càng lên cao ấy thì cái kiến thức nó càng khó hơn. Đấy, thế nhưng mà nếu như các bạn học tốt ở phần đọc hiểu N2 ấy, thì các bạn sẽ lại không cảm thấy cái sự chênh lệch nhiều về cái này. Tức là những cái bạn nào mà được làm bài đọc hiểu N2 mà được điểm số tương đối là cao, khoảng từ 50 điểm trở lên tầm đấy, thì các bạn sẽ cảm thấy là học đọc N1 ấy nó nhẹ nhàng hơn nhiều nhá. Đấy. Độ khó của bài đọc N1 ấy nó xuất phát từ việc là có nhiều từ vựng khó mang tính chuyên môn cao. Có những cái từ mà thậm chí là tra từ điển ấy cũng chưa chắc đã ra, bởi vì là nó là mang cái tính thuật ngữ chuyên ngành. Và cái việc nắm bắt suy nghĩ của tác giả cũng khó hơn so với N2. Và những cái người ra đề đề N1 người ta sẽ có cái xu hướng là tạo ra cái sự gì nhỉ? Cái sự gọi là nhầm lẫn, tạo ra cái sự gây nhiễu rất là khó phân biệt để cho chúng ta khó chọn đáp án hơn so với lại đề N2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử đọc để xem mức độ khó của N1 và N2 xem thế nào các bạn nhé. Ví dụ này, đoạn 1, đây là bài đọc ngắn số 1 của đề N2 thi tháng 12 năm 2020. Đây, các bạn thấy ví dụ như bài này nó sẽ làm mấy đây? 5 dòng đúng không? Cứ gọi là 5 dòng đi. 4 dòng đi. Rồi, chúng ta cùng xem này. Ikawa petto toshite inu o kau hito ni mukete kakareta bunshou de aru. Dưới đây là một đoạn văn được viết hướng đến những người nuôi chó như là một gì đây nhỉ? Như là một cái loại thú nuôi. Những cái từ mà quan trọng của N2 thì Sensei đã bôi đỏ cho các bạn quan sát dễ hơn nhé. Inu wa honno no mama ni ungoku koto ni yorokobi o kanjimasu, là gì đây nhỉ? À, con chó ấy, thì nó sẽ cảm thấy vui khi mà nó gì đấy, khi mà nó vận động, nó được hoạt động theo đúng bản năng của nó, đúng nhỉ? Đây là chữ bản và chữ năng, người ta có giải thích này. Umaretsuki moteru seishitsu, những cái tính chất mà có từ khi sinh ra ấy, chúng ta có thể dịch luôn tiếng Việt là bản năng nhé. Đấy. Emono sagasu, oikakeru, totekuru nado wa sono shouchouteki na kodo desu. Người ta liệt kê ra một số cái hoạt động này đúng nhỉ? Ở đây các bạn thấy có từ đây là từ emono, có nghĩa là mồi. Tabe ru tame, đồ vật là những cái động vật mà dùng để ăn đấy. Đấy, con mồi của nó ấy. Oi kakeru là đuổi theo này. Đây là chữ tượng trưng đúng không? À, mang tính biểu tượng, mang tính tượng trưng, mang tính đặc trưng. Những cái hành động, những cái hoạt động mang tính tiêu biểu, tượng trưng
đấy của nó, ví dụ như là tìm mồi này đấy, rồi thì đuổi theo mồi đúng không, và giành mồi bắt mồi này. Shikashi, genday no ningen shakai dewa kono yona kodo wa hotondo hitsuyou na natte shimaimashita. Shikashi là một cái từ nối rất là quan trọng, nó chuyển mạch đoạn văn đúng không? Thế nhưng mà ấy, ở trong xã hội con người hiện tại ấy, đúng không? Đấy, thì sao? Thì những cái hành động như vậy, hành động như này, các bạn thấy có những cái chỉ thị từ như này thì các bạn cần phải nắm rất là rõ xem nó đang chỉ cái gì nhá. Đấy, được chưa? Các bạn cần phải nắm rất là rõ xem là nó chỉ cái gì. Những hành động như này chính là mấy hành động người ta đang liệt kê đây này. Ở trong xã hội con người hiện hiện tại hoặc là hiện đại cũng được, thì những cái hành động đó nó lại làm sao đây, nó lại trở nên là không cần thiết nữa đấy. Chúng ta có thể gọi là nghĩ ngẫm nghĩ sâu xa một chút, bởi vì chó nuôi bây giờ đúng không, là đa số là được gọi là cưng chiều hết mức, do vậy nó không, đặc biệt là ở thành phố nó sẽ không có những cái bước như là tìm mồi rồi thì đuổi theo mồi bắt mồi nữa đó. Đây là cái lý do mà người ta viết vậy nhá. Sono kekka inu ga shitai koto to kainushi ga sasetai koto to no aida ni gapu ga shōjiru yō ni natte kimashita. Kết quả là ấy, ở giữa cái việc con chó nó muốn làm với cái việc mà người chủ nuôi muốn con chó đấy làm, nó sinh ra một cái khoảng cách. Đấy, gapu là khoảng cách này, shōjiru là sinh ra, phát sinh. Và câu hỏi của chúng ta này, gapu ga shōjiru no wa naze ka, đây là câu hỏi tại sao đúng không? Câu hỏi tại sao thì chúng ta sẽ để ý các biểu hiện quan hệ nhân quả. Thì ở đây các bạn thấy cái phần gạch chân ở câu này, và các bạn thấy có đây là từ sono kekka. Đấy, sono kekka có nghĩa là kết quả là, đúng chưa? Vậy thì chắc chắn là cái nguyên nhân sẽ ở phía trước đúng không nhỉ? Ví dụ nhá, A này, sono kekka B, A kết quả là B, vậy thì nguyên nhân B là phải do A. Vậy thì chúng ta sẽ chú ý tới cái nội dung ở phần nào, ở phần trước chính là câu này đúng không? Đây sẽ là đáp án của chúng ta, là ở trong xã hội con người hiện đại thì những cái hành động của con chó như thế là không cần thiết nữa. Bây giờ các bạn sẽ xem cái ý nào gần giống như vậy nhá. Câu 1 này, inu no umare tsuki moteru seishitsu ga ningen shakai ni awasete henka shita kara. Bởi vì là những cái tính chất, những cái bản năng mà con chó nó có ấy, thì nó đã thay đổi để phù hợp với xã hội con người. Đây là cái không đúng, không đúng với nội dung ở trên loại này. Câu số 2, inu ga shitai kodo wa gendai no ningen shakai dewa hitsuyou nai koto ga oi kara. Những cái hành động mà con chó nó muốn làm thì ở trong xã hội con người hiện tại ấy, thì nhiều trường hợp là không cần thiết đúng không? Chính xác, các bạn thấy là nội dung trùng khớp luôn nhé, chúng ta chọn hai luôn. Đấy, đây, các bạn thấy này rất là giống luôn. Câu 3 này, inu ga yorokobi o kanjiru kodo ga kainushi ni wa wakaranaku natta kara. Bởi vì là những cái hành động mà con chó nó cảm thấy vui ấy, thì người chủ của nó không hiểu được. Cái này không có nói đúng không? Loại này. Câu số 4, kainushi ga sasetai kodo wa inu ni wa dekinai koto ga oi kara. Là bởi vì cái hành động mà người chủ nuôi muốn nó làm ấy thì nhiều khi là con chó nó không làm được. Đây cũng không đề cập. Đó, đó là cái mà chúng ta có thể gọi là gì nhỉ? Đọc nhanh để có thể chọn được đáp án một cách chính xác. Như vậy các bạn nhé, là đáp án số 2. Đấy, một bài đọc N2 gọi là cũng không phải là quá khó. Có độ dài khoảng 4 dòng. Bây giờ chúng ta sẽ xem đoạn N1 nó sẽ như nào nhé. Đây các bạn thấy này, chắc chắn là nội dung nó đã dài hơn rồi đây, 6 dòng. Đây là bài đọc ngắn số 3 của đề đọc hiểu N1 tháng 7 năm 2019. CC rất là muốn cập nhật những cái đề mới nhất, thế nhưng mà hiện tại thì chưa có, do vậy là mới chỉ lấy được của tháng 7 năm 2019 này. Đấy, độ dài là đã thấy hơn 2 dòng rồi đúng không nhỉ? Câu hỏi là gì đây? Điều muốn nói nhất đúng không? À bây giờ thử xem là N1 có dùng cái cách suy luận nhanh không nhá. Kono bunshō de hissha ga iitai koto wa nanika, điều người viết muốn nói nhất là gì? Vậy thì câu hỏi ở đây là điều muốn nói nhất. Điều muốn nói nhất này. Thì chúng ta biết rồi, khi mà gặp những cái dạng điều muốn nói nhất ấy, thì chúng ta sẽ tìm các biểu hiện diễn tả cái gì đấy, diễn tả cái shūchō hyōgen, những cái biểu hiện mà tác giả khẳng định mạnh đúng không? Thì các bạn thấy ở đây, ở đoạn cuối cùng có từ hitsuyo, cái sự cần thiết. Đấy, đây là một biểu hiện shūchō hyōgen.
Do vậy là cái câu mà liên quan đến nó sẽ là cái mà chúng ta sẽ có thể chọn, đúng là thì chúng ta thấy này, thì câu đấy nó như thế này. Kurushi sa to yorokobi no baransu no kaifuku o motomete hatarakikata no kaizen o motomete iku, tức là tìm kiếm cái sự gì đấy, cái sự cải thiện cái cách làm việc, tìm kiếm cái sự cân bằng giữa cái niềm vui với lại cái sự khổ cực đấy trong lao động, trong làm việc. Vậy tức là sao? Cần phải có cả hai cái. Vậy bây giờ các bạn sẽ xem cái đáp án nào có cả hai cái, đúng không? À, vậy thì chỉ có đáp án số 4 là có cả hai cái, còn lại không. Như vậy các bạn sẽ chọn được đáp án số 4 nhé. Đáp án số 4 này. Kurushisa o uketomet tsutsu yorokobi ga kanjirareru yō na hatarakikake o mezasu beki da. Tức là chúng ta nên hướng tới, nhắm tới một cái cách làm việc mà gì nào, mà vừa có thể chấp nhận những cái sự gọi là vất vả khổ cực và vừa cảm thấy được niềm vui trong đó ấy. Còn lại tất cả 1, 2, 3 nó đều gì đây các bạn, nó đều không có ý là gì nhỉ, cân bằng cái hai cái gọi là cái vất vả với lại cái vui sướng trong lao động, trong làm việc nhá. Ví dụ một này, yorokobi o kanjirarete mo shakai to no tsunagari ga kanjirarenai hatarakikata wa misubeki da, tức là gì đấy, dù cảm thấy vui đấy, chúng ta nên xem lại cái cách làm việc mà dù cảm thấy vui nhưng mà lại không cảm thấy sự kết nối với xã hội. Rõ ràng là điều này không được đề cập đến, đúng nhỉ, ở trên cái phần trên. Câu 2 này, hataraku yorokobi o uru ni wa kurushisa ni tachi mukatte ikanakureba naranai, để có thể nhận được niềm vui khi làm việc ấy thì chúng ta sẽ phải đương đầu với những khó khăn. Đấy, đây cũng không phải là điều mà người ta muốn nói nhất. Và người ta không có cái biểu hiện nào là nói là phải đương đầu với khó khăn, với sự vất vả, khổ cực này. Câu 3 này. Kurushisa o kanjinai de sumu yo ni hatarakikata no kaizen o motomete ikanakureba naranai. Để không cảm thấy gọi là khổ cực thì cần phải gì đây, cần phải tìm kiếm, cần phải yêu cầu, cần phải mưu cầu cái sự cải thiện trong cách làm việc. Rõ ràng là cần phải cân bằng cả vui lẫn khổ, đúng không, cả sướng lẫn khổ đấy, chứ không phải là để không cảm thấy nhá. Như vậy đúng sẽ là đáp án số 4. Đấy là cái cách làm nhanh. Như vậy là N1 cũng cũng sẽ có những cái cách để chúng ta đọc nhanh, để chọn nhanh đáp án, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần nội dung của cái bài này nó như thế nào. Đi thi thì chắc chắn là các bạn sẽ không có đủ thời gian để ngồi gọi là dịch EA từng chữ. Nhất là chúng ta vừa mới làm sao đây nhỉ? Chúng ta vừa mới so sánh cái độ dài. Thời gian thì người ta cho thêm có 5 phút mà người ta thêm hẳn một bài đọc dài, đúng không? Đấy. Ở đây những cái từ mà bôi đỏ là những cái từ có thể coi là từ vựng N1. Tất nhiên là có nhiều từ các bạn biết rồi. Ví dụ này, đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ lao với chữ gì nhỉ? Chữ lao với chữ khổ, đúng không? Bình thường chúng ta có chữ khổ lao ấy là khổ cực, thì đây là ngược lại, đúng nhỉ? Đô cự có nghĩa là phư tăng, có nghĩa là gánh nặng nhá. Si rự có nghĩa là cưỡng ép, cưỡng chế, ép buộc hoặc là áp đặt cái gì đó. Awase motsu có nghĩa là gì nhỉ? Cùng lúc mang cả hai thứ. Đây là chữ bính trong từ gape, có nghĩa là sáp nhập ấy. Ví dụ này, đấy, các bạn thấy này, gape là sáp nhập công ty tổ chức vào nhau ấy. Tenka là chuyển hóa, có nghĩa là thay đổi, biến hóa này. Kezuri torare có nghĩa là bị lược bớt, bị lấy đi, bị loại bỏ. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ khổ và chữ dịch, đúng không? Xem nó đọc là gì nhỉ? Cư eki à? Cư eki có nghĩa là cái lao động khổ cực. Đấy. Kuitomeru có nghĩa là ngăn chặn. Tatemae có nghĩa là sự giả tạo, sự khách sáo, sự ngây thơ, tức là không thật tâm là như vậy nhưng mà nói ra một cách gọi là khác đi, để cho không không để tạo ra cái lợi thế cho mình,
hoặc là để người khác không mất lòng. Oshikiru, oshikiru là nhất quyết, quyết tâm dứt khoát. Đây là gì nhỉ? Đây là chữ nisha đúng nhỉ? Takuitsu có nghĩa là chọn một trong hai nhá. Đấy, chọn, đây là chữ trạch có nghĩa là trong từ sentaku là lựa chọn đấy. Vậy đây chọn một, chọn một, chọn lấy một cái từ hai cái. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc xem cái bài này nó viết cái gì này. Rodo wa mono tsukuri dasu tame ni karada ni roku wo shiru no de kurushii bubun wo awase motte imasu. Lao động để tạo ra những cái thứ mới ấy, thì bởi vì là nó sẽ gây ra sức ép cho cơ thể, nó gây ra gánh nặng cho cơ thể, nó tạo gánh nặng cho cơ thể. Do vậy là nó sẽ mang theo, nó sẽ đi kèm, nó sẽ đồng hành cùng với những cái phần, những cái cảm giác khổ cực, khó chịu, không thoải mái. Tada, tada, sono katsudo wo tsujite, shakai to no tsunagari wo kanjiru koto ga dekireba, yorokobi ni mo tenka shimasu. Có điều là ấy, nếu như chúng ta có thể cảm thấy được cái sự kết nối với xã hội thông qua cái hoạt động đó thì nó có thể sẽ chuyển hóa, nó sẽ biến thành cái niềm vui. Đấy, tức là mặc dù là có rất là nhiều cái sự khổ cực trong cái quá trình lao động đúng không? Thì nhưng mà nếu mà chúng ta cảm thấy được cái sự kết nối với xã hội thì chúng ta sẽ vẫn thấy vui. Sonna yorokobi no bubun wo kezuri torare kueki dake ga nokoru jōtai ga hirogatte iru. Genjitsu wo dou kui tomete iku ka wa ōkina kadai desu. À, cái vấn đề, cái thách thức lớn ấy, đấy là việc chúng ta ngăn chặn như thế nào. Ngăn chặn cái gì? Ngăn chặn cái genjitsu, cái hiện thực, cái thực tế ấy, là gì nhỉ? Là những cái phần, những cái niềm vui, những cái phần vui như vậy thì lại bị bỏ đi, lại bị cắt đi, bị lược đi, và chỉ còn để lại, đúng không? Và một cái trạng thái này mà chỉ còn lại những cái sự lao động khổ cực nặng nhọc ấy, nó sót lại thôi. Đấy, đấy là cái việc chúng ta phải ngăn chặn thực tế là những cái niềm vui lao động thì bị cắt đi, còn chỉ còn lại cái sự khổ cực khổ đau nhá. Đấy. Tiếp theo. Yorokobi wo kanjirare nai hatarakikata nano ni hataraku koto wa yorokobi da to tatemae de oshikiro to shitari hataraku no ga kowai to senaka wo muketari no nisha takuitsu de naku kurushisa to yorokobi no balansu no kaifuku wo motomete hatarakikata no kaizen wo motomete iku koto ga hitsuyo desu. Không phải là chúng ta chọn lấy một trong hai, người ta liệt kê này, một trong hai, đấy là một trong hai cái gì? Thứ nhất là gì đấy? Cái cách làm việc đấy ấy, chúng ta không hề cảm thấy được niềm vui ấy, vậy mà chúng ta vẫn cố gắng gọi là một cách gọi là thảo mai, một cách giả tạo, rồi thì chúng ta gọi là ấn định nó, mặc định nó là làm việc là một điều vui. Tức là sao nhỉ? Tức là làm việc chúng ta đang không thấy vui, thế nhưng mà chúng ta lại gì đây? Chúng ta lại cố tỏ ra là chúng ta cảm thấy vui. Đấy, là không phải là cái này, cũng như là không phải là gì đây nhỉ? Không phải là quay lưng với cái lao động nhá. Đấy, không phải là chúng ta cảm thấy sợ lao động, sợ làm việc, mà là sao? Mà là điều cần thiết, điều quan trọng ấy là các bạn phải làm sao nhỉ? Các bạn phải tìm kiếm cái việc cải thiện cái cách làm việc để sao cho các bạn có được sự cân bằng giữa cái niềm vui và cái sự vất vả khó khăn khi làm việc. Thì đó là nội dung của bài đọc này. Đương nhiên là đọc hiểu N1 ấy, thì nó sẽ mang tính chất trừu tượng hơn đúng không? Thế nhưng mà đây dù sao vẫn còn là một cái bài đọc tương đối là dễ hiểu, có một số bài nó còn mang tính trừu tượng hơn. Thế nhưng mà các bạn cứ yên tâm, các bạn chăm chỉ học tập là các bạn sẽ có thể gọi là gì nhỉ? Các bạn có thể không chỉ là chọn được đáp án đúng mà các bạn còn có thể đọc dịch hiểu tốt hơn nhá. Thì đó là cái phần phân tích qua một chút về cái N2 và N1 là như vậy. Như sensei thấy là nếu như học rất chắc N2 thì cái phần N1 ấy nó cũng không phải là gánh nặng quá đâu. Chúng ta cố gắng là chúng ta ôn lại kiến thức N2 thật kỹ nhá. Tiếp theo này, tiêu chí số 5 đấy là điểm số của các bài đọc. Thì ở đây cái bảng này thì các bạn quan sát thêm nhá, chúng ta có này, loại văn bản này, loại văn ngắn ấy
Thì N2 là 5 câu, mỗi câu 2 điểm thì tổng là 10 điểm. Thì N1 là 4 câu, mỗi câu 2 điểm tổng là 8 điểm, đoạn văn trung bình. N2 sẽ là 8 hoặc 9 câu, mỗi câu 3 điểm. Vậy thì tổng sẽ là từ 24 đến 27 điểm. Trọng số điểm đoạn văn trung của N2 rất là cao, N1 cũng khá là cao. 8 đến 9 câu, mỗi câu từ 2 đến 3 điểm, tổng là 22 điểm. Đoạn văn dài thì N2 không có, đoạn văn dài của N1 thì 3 đến 4 câu, mỗi câu từ 2 đến 3 điểm, tổng là 9 điểm. Đoạn so sánh ý kiến của N2 là 2 câu, mỗi câu 3 điểm, tổng là 6 điểm. Của N1 là 2 đến 3 câu, mỗi câu từ 2 đến 3 điểm, thì tổng là 6 điểm này. Đoạn văn dài dạng hiểu quan điểm ấy, của N1 là của N2 là 3 câu, mỗi câu 4 điểm, tổng là 12 điểm. Của N2 à của xin lỗi của N1 là 4 câu, khoảng từ 2 đến 3 điểm một câu, khoảng tổng là 9 điểm. Đoạn tìm thông tin, môn đai số 14 của N2 mỗi câu 3 điểm, gồm có 2 câu, tổng là 6 điểm. Và N1 sẽ là tương tự, có 2 câu hỏi, mỗi câu 3 điểm, tổng là 6 điểm. Như vậy là tổng điểm tạm tính của N2 là từ 58 đến 61. Điểm tối thiểu cần đạt là 19. Của N1 là 60, điểm tối thiểu cần đạt là 19. Tất nhiên là tất cả những cái này ấy, nó đều là mang tính chất tham khảo thôi các bạn ạ. Không có ai công bố cái thang chính xác là gì, nhưng mà chúng ta có thể căn cứ vào đây để có thể là tính được một cách tương đối điểm số của từng môn đai, đúng không? Đó. Vậy thì chúng ta sẽ từ những cái phân tích ở trên, chúng ta sẽ đi đến cái phần đặc điểm và thời gian khuyến nghị cho đề thi đọc hiểu GLPT N1 nhé. Từ những phân tích ở trên ấy, chúng ta thấy là để hoàn thành tốt bài đọc hiểu N1 thì phải biết phân bố thời gian hợp lý. N2 cái phần này ví dụ như là sensei dạy, các lớp sensei đã nhắc đi nhắc lại rồi. Thế nhưng mà N1 thì cái phân bố thời gian hợp lý này là cái càng quan trọng hơn, bởi vì nếu không các bạn sẽ rất dễ thiếu thời gian khi làm bài. Khuyến nghị với phần thi N1 ấy thì chúng ta chỉ dành tối đa là 35 đến 40 phút cho phần kiến thức ngôn ngữ. Kiến thức ngôn ngữ là gồm có Kanji, từ vựng ngữ pháp từ môn đai 1 đến môn đai 7. Đấy, nhớ nhá, chỉ dành từ tối đa là 35 đến 40 phút thôi. Như vậy là chúng ta sẽ dành cho đọc hiểu là bao nhiêu? Từ 70 đến 75 phút. Và bảng dưới đây là đặc điểm của các bài đọc trong đề thi đọc hiểu N1 và thời gian phân bố cho từng môn đai trong bài đọc hiểu, mang tính tham khảo. Đây là số hiệu đề thi, số hiệu ở trong đề thi GPT nó thuộc môn đai mấy này, loại bài đọc này, nội dung bài đọc, đặc điểm của bài đọc là gì và thời gian phân bố khuyến nghị. Đấy. Tổng tất cả là khoảng từ 70 đến 75 trên 110 phút của đề thi. Đầu tiên chúng ta có môn đai 8 là hiểu nội dung đoạn văn ngắn. Nó sẽ gồm có 4 bài đọc, trong đó thường có một bài đọc dạng tìm thông tin trong quảng cáo, thông báo, email, thư, bản hướng dẫn. 3 bài đọc dạng bài bình luận, giải thích, diễn giải tùy bút, trong đó có một bài được viết dọc. Viết dọc tức là nó viết đây, nó không phải là viết như thế này, viết ngang như này, mà là gì đây nhỉ? Từ gì đây? Từ trên xuống dưới đúng không nhỉ? Và từ từ phải qua trái. Đấy, luôn luôn có một bài được viết như thế nhá. Thì một đoạn các bạn sẽ làm trong khoảng 2 phút, tổng sẽ là 8 phút. Môn đai số 9 là môn đai trung văn. Ở môn đai trung văn này sẽ gồm có 3 bài đọc, mỗi bài có từ 2 đến 3 câu hỏi. Thông thường là cái bài đọc cuối cùng ấy, nó sẽ là thông thường là sẽ là 3 câu hỏi cho 3 bài đọc. Thế nhưng mà có năm, đã có năm là cái bài cuối cùng nó chỉ có 2 câu thôi. Các bài đọc dạng bài bình luận, giải thích, diễn giải tùy bút, văn bản khoa học. Cái này thì không có nhiều khác biệt so với N2. Một đoạn các bạn sẽ đọc trong khoảng từ 8 đến 10 phút và tổng sẽ là 25 đến 30 phút. Môn đai 10 là môn đai trường văn, hiểu nội dung. Cái này thì N2 không có, N1 bổ sung thêm nhé. Nó gồm một bài đọc với 3 đến 4 câu hỏi. Và tháng 12 năm 2020 ấy, là lần đầu tiên người ta ra dạng này với 3 câu, còn trước đây sẽ là 4 câu. Các bài đọc dạng bài giải thích, diễn giải tùy bút, văn bản khoa học. Các bạn sẽ đọc bài này trong khoảng 10 phút. Môn đai 11 là đọc hiểu tổng hợp, gồm một bài đọc hình thành từ hai đoạn văn của hai người AB trình bày ý kiến, quan điểm về một vấn đề chung nào đó. Các bạn sẽ đọc trong 8 phút. Môn đai 12 là môn đai trường văn, chô bưng. Nhưng mà khác với lại cái môn đai 10 này ở chỗ nào? Đó là cái này ấy, là chúng ta sẽ hiểu về quan điểm của tác giả. Nó sẽ có gì đây nhỉ? Nó sẽ có một bài đọc
là dạng bài bình luận, trong đó có triển khai lý luận quan điểm của người viết, và trong bốn câu hỏi nó sẽ có một câu hỏi về ý kiến quan điểm của tác giả nhé, ví dụ điều muốn nói nhất là gì, tác giả suy nghĩ gì về cái điều này. Các bạn cũng sẽ đọc trong 10 phút. Và bài tìm thông tin gồm có một bài đọc dạng thông báo hướng dẫn, các bạn sẽ làm trong 6 phút. Đây là những cái mà Sensei đúc kết ra từ thời gian có cũng như là kinh nghiệm của bản thân để làm. Tất nhiên là trong quá trình học thì các bạn còn phải xem là các bạn mạnh về cái gì để các bạn tự có cái sự cân đối phù hợp, đúng không? Thế nhưng mà đây là gọi là cái sườn khi mà chúng ta muốn cố gắng lấy điểm cao nhất có thể, phân bố gọi là không bỏ đi cái bài nào khi mà đi thi GPT. Thì cái video đầu tiên ấy là video mà chúng ta học một cách nhẹ nhàng thôi, tìm hiểu tổng quan về đọc hiểu N1. Ở video tiếp theo các bạn sẽ được học về cái cấu trúc câu. Chúng ta sẽ học thật là kỹ cái phần cấu trúc câu này để có thể dịch được những cái câu văn N1 một cách tốt nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video bài học sắp tới.